Cô gái người da trắng này vì không muốn người giúp việc da màu dùng nhà vệ sinh của mình, nên đã dùng bút đánh dấu lên giấy vệ sinh. Quá quắt hơn, cô còn vu khống người hầu của mình ăn cắp để bị công an bắt, rồi nói xấu khắp vùng để không người da trắng nào dám thuê. Cuối cùng cô đã bị chính người giúp việc của mình quay xe trả thù, tặng cho nguyên một chiếc bánh gato làm từ phân của người da đen. Vậy quá trình báo thù và giành lại công lý của cô người hầu diễn ra như thế nào? Xin mời các bạn cùng theo dõi bộ phim nha! Vào những năm 40 ở Mississippi, nạn phân biệt chủng tộc vô cùng nghiêm trọng. Ngoài mặt, người da trắng tỏ ra mình là người có học để nữ hầu người da đen làm việc cho họ, nhưng sau lưng lại dùng những lời lẽ tuyên bố rằng sự phân biệt là bình thường và không bao giờ cho phép người da màu dùng nhà vệ sinh của họ. Nhân vật chính của câu chuyện này tên là Iberlin. Cô đã bắt đầu trở thành người hầu từ khi 14 tuổi, đã nuôi dạy 17 đứa trẻ da trắng, và bây giờ cô đang ở trong nhà của tiểu thư da trắng làm người hầu. Iberlin dùng toàn bộ tình yêu thương của mình để chăm sóc cô bé người da trắng. Cô tiểu thư da trắng đối với Iberlin cũng được xem là tốt, mặc dù có chút khắt khe, nhưng cô lại không nghĩ nhiều và dường như không thể nào rời xa Iberlin. Còn Iberlin thì lại để con mình ở nhà để đi chăm sóc những đứa trẻ da trắng. Đây là cái kiểu gì không biết nữa. 4 năm trước, con trai ruột của Iberlin không may qua đời. Chính điều này đã khiến cô không muốn sống nữa. Từ đó về sau, mầm mống đau thương đã gieo vào lòng Iberlin, và chính người bạn thân Minnie đã giúp cô vượt qua giai đoạn khó khăn đó. Minnie là người phụ nữ kiên cường nhất, thông minh nhất mà Iberlin biết. Cô chủ mà cô hầu hạ chính là người đứng đầu những bà nội trợ da trắng trong thị trấn. Hilly dường như khắc chữ uy quyền của người da trắng lên trên trán, nên lúc nào cũng hà khắc với Minnie. Nhưng hên là không có ai có thể từ chối tài nấu ăn của Minnie. Suốt những năm nay, Minnie luôn làm việc vô cùng cẩn trọng trong nhà Hilly. Nhưng trong một đêm mưa to gió lớn, Hilly bắt cô ra ngoài dùng nhà vệ sinh cho người da đen. Trước đây, Hilly đã từng làm những thứ ngớ ngẩn, thậm chí đánh số lên giấy vệ sinh. Bên ngoài mưa to gió lớn, ngay đến cả mẹ Hilly còn nói có thể để Minnie dùng nhà vệ sinh cho khách, nhưng cô lại nhất quyết không chịu. Minnie vốn định lén lút giải quyết nỗi buồn nhưng lại bị Hilly phát hiện ra, thế là cô trực tiếp bị đuổi ra khỏi nhà. Không những vậy, Hilly còn làm quen với các bà nội trợ khác trong toàn trấn và nói rằng Minnie ăn trộm đồ, tuyệt đối không được thuê cô. Thấy cô không có công việc, người chồng sau khi về nhà thì liền đánh đập cô. Iberlin cũng bất lực, không biết phải làm sao mới có thể giúp được Minnie, vì đều là người da đen nên họ làm gì có quyền lựa chọn cuộc sống chứ. Lúc này, một nhân vật quan trọng đã xuất hiện rồi đây. Nữ biên tập viên Skitter chính là bạn thân thời thơ ấu của Hilly. Cô được nhận nền giáo dục tốt nên cô cho rằng con người đều bình đẳng và phụ nữ cũng có thể không kết hôn, không sinh con. Do đó, cô đã trở thành một ngoại lệ trong số các phụ nữ trong thị trấn. Gần đây, công việc cô phụ trách chính là cần phải nắm bắt được một số mẹo vặt trong việc nội trợ. Thế là nữ biên tập viên liền tìm đến Iberlin nhờ cô giúp đỡ. Trong lúc tiếp xúc với Iberlin, Skitter đã đưa ra cho cô một thỉnh cầu thái quá. Skitter muốn phỏng vấn Iberlin để viết một câu chuyện về người hầu da đen. Iberlin vừa nghe thấy vậy thì bị dọa cho run lẩy bẩy. Nếu như bị người khác biết được họ khua môi múa mép sau lưng người da trắng, vậy thì rất có thể cô sẽ bị thiêu chết. Cho dù Skitter nói rằng bản thân sẽ cẩn thận, nhưng làm sao đơn giản như vậy được. Cô không phải người da đen nên sẽ không bao giờ biết được người da đen phải sống trong nỗi sợ hãi như thế nào. Người cho Iberlin dũng khí chính là Minnie và Thượng Đế. Thượng Đế nói dũng khí chính là thứ đáng quý nhất có thể thay đổi tất cả. Còn sự trả thù của Minnie chính là để cho Iberlin lấy được chìa khóa của sự dũng cảm. Hôm đó, người hầu da đen cầm một đĩa bánh sô-cô-la tươi ngon vừa mới ra lò đến tìm Hilly để xin lỗi cô. Hilly ngồi xuống ăn liền hai miếng. Rốt cuộc cô đã bỏ cái gì vào đây mà nó ngon đến vậy? Đó chính là xít của bà đấy con. Thế là Minnie đã tìm lại được tôn nghiêm của mình. Iberlin cảm thấy, nếu như để tên nặc danh và nói ra câu chuyện của họ thì cũng không có gì to tát cả. Thế là cô tìm đến Skitter. Đầu tiên cô đưa ra một ví dụ. Tối đến, khi con gái của tiểu thư da trắng đi ngủ, lúc nào cũng phải đóng bỉm. Nhưng vào buổi sáng trước khi Iberlin đến nhà của tiểu thư da trắng, đứa trẻ phải ngủ cùng đống phân của mình suốt 10 tiếng đồng hồ. Cho nên cô tiểu thư đó không xứng có con. Hãy viết câu đó luôn đi. Khi Iberlin kể chuyện thì Minnie liền tìm đến. Bây giờ cô đã không có công việc, cũng không có tiếng tốt nên cô có cả một bụng uất ức muốn xả ra. Chúng tôi chỉ thích rằng không có mức lương thấp và nhận được bảo hiểm xã hội, và chúng tôi đã yêu thương con họ khi chúng còn nhỏ. Nhưng sau khi lớn lên, chúng cũng giống mẹ của chúng vậy. Minnie không biết rằng sau khi cô bị sa thải, Hilly thậm chí còn hung hăng hơn. Cô hầu gái da đen cuối cùng cũng lấy hết can đảm để hỏi câu đó. Thưa bà có thể cho tôi mượn chút tiền được không? Năm nay, hai đứa con trai sinh đôi của cô đã thi đỗ đại học với thành tích xuất sắc, nhưng lại thiếu 75 đô học phí. Nếu như không nộp đủ thì cô chỉ có thể để con trai nghỉ học đại học. Người giúp việc nắm chặt váy. Tôi có thể làm việc không công mỗi ngày cho đến khi trả hết khoản nợ đó. Đó không phải gọi là làm việc không công cho tôi, đó chính là trả nợ. Vâng thưa bà, và chuyện lo lắng nhất cũng đã xảy ra rồi. Trong mắt Hilly, cô người hầu không khác gì một con rán cả. Không những không cho cô mượn tiền mà còn khoét sâu vào nỗi khổ của cô. Người da đen mà cũng ảo tưởng được học cùng trường đại học với người da trắng. Chẳng qua là cóc mà cũng đòi ăn thịt thiên nga sao? Đừng có mà ảo tưởng nữa. Sau đó, vào một ngày, khi người hầu da đen đang dọn vệ sinh trong nhà, khi cô kéo sofa ra thì lại phát hiện một chiếc nhẫn kim cương. Bây giờ trong nhà chỉ có cô, chỉ cần cô bán chiếc nhẫn này đi là
tiền học phí của con trai đã được giải quyết. Nghĩ đến đây cô liền lén giấy chiếc nhẫn vào trong tạp dề, nhưng cô không biết rằng chiếc nhẫn này chính là chủ nhân đã cố tình để lại. Khi cô vừa bước từ xe bus xuống thì lập tức bị cảnh sát bắt lại. Tôi muốn lấy lại ví tiền của tôi, còn Iberlin thì chỉ có thể nói, đừng phản kháng. Cô người hầu liền bị cảnh sát đánh cho một gậy ngất ngay tại chỗ. Hành động của Hilly khiến tất cả người hầu tức giận và hợp sức lại. Họ quyết định nói ra câu chuyện của mình với Skitter. Không thể phủ nhận được rằng, cũng có người da trắng đối xử với người da đen rất tốt. Họ đối xử bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau, nhưng những trường hợp này lại vô cùng hiếm thấy. Phần lớn người hầu da đen đều là những người bị đối đãi vô cùng hà khắc. Đau khổ hơn chính là họ bị chủ nhân coi như một thứ tài sản. Mỗi một người trong thị trấn này đều cho rằng chủ nhân của tôi có tôi. Mọi người đều là công dân như nhau. Vậy dựa vào cái gì mà các người cảm thấy tôi là của các người chứ? Tối hôm đó, Iberlin đã nói ra bí mật mà cô đã cất giấu bấy lâu trong tận đáy lòng. Người da trắng đã giết chết con trai Iberlin khi anh bị thương trong nhà xưởng. Quản đốc da trắng liền ném anh lên xe tải, giống như ném rác và đưa anh vào bệnh viện của người da đen. Sau đó ấn còi hai lần đã đi rồi. Mỗi năm, vào ngày tưởng nhớ nó tôi đều không thể thở được. Nhưng đối với người da trắng mà nói, đó chỉ là một ngày mới mà thôi. Lúc này Skitter mới ý thức được, cuốn sách mà bản thân viết tuyệt đối không phải là một cuốn tiểu thuyết đơn giản. Buổi tối kể chuyện, còn ban ngày, cuộc sống của những người hầu vẫn cứ tiếp tục. Hilly vui vẻ hỏi Iberlin với nụ cười trên môi, nhà vệ sinh riêng của cô dùng thế nào? Có phải là thoải mái hơn không? Nhà vệ sinh của người da đen nên tách riêng với chúng tôi. Như vậy thì đối với mọi người đều tốt cả. Bộ mặt đạo đức giả của cô ta, trong mắt của Skitter chẳng khác nào con khỉ đang diễn trò cả. Để trừng phạt cô ta, Skitter đã động tay một chút vào bản kiến nghị của Hilly và đăng nó lên báo. Ngày hôm sau, trong sân nhà Hilly đã xuất hiện mấy chục cái bồn cầu cũ. Cô vốn viết là hãy quyên góp quần áo cũ bạn không cần đến cho tôi, nhưng Skitter lại sửa thành hãy quyên góp bồn cầu cũ bạn không cần đến cho tôi. Và thế là sáng sớm trong sân nhà Hilly đã nồng nặc mùi cức. Điều này quả thực là khiến người ta thỏa mãn mà. Dưới sự giới thiệu của Skitter, Mini cũng tìm được một công việc mới. Ở ngoại thành có một cô gái quê gả cho một thương gia giàu có, nhưng vì xuất thân thấp kém nên cô không được phụ nữ trong thành phố chấp nhận và cũng không có người giúp việc nào muốn làm việc ở vùng ngoại ô. Nhưng ngược lại, Mini lại rất vui vẻ tiếp nhận công việc này. Cô có 6 đứa con phải nuôi dạy nên còn có thể kén cá chọn canh được sao? Không giống như những người da trắng cao cao tại thượng kia, Celia là một người vô cùng thoải mái. Cô nhiệt tình ôm lấy Mini, dẫn cô đi tham quan ngôi nhà, nhưng có một điều kiện, đó chính là cô không muốn chồng biết mình thuê người giúp việc, cho nên Mini chỉ có thể làm việc khi chồng cô đi làm. Lúc mới bắt đầu, Mini sợ hãi, nếu như bị ông chủ phát hiện ra trong nhà có một người da đen thì có thể cô sẽ bị giết chết tại trận. Nhưng tiền lương mà Celia cho quả thực là không ít, nên Mini cũng đành mạo hiểm một phen. Hôm đó, khi Mini đi gọi Celia ra ăn cơm thì phát hiện cô có gì đó không ổn, mãi không chịu mở cửa. Vì quá lo lắng nên Mini đã đẩy cửa xông vào thì phát hiện ra trên sàn đầy máu, và Celia đã bị sảy thai rồi. Hơn nữa đây là đứa trẻ thứ ba cô mất đi. Mini đưa Celia lên giường, nhẹ nhàng trấn an cô rằng vẫn có thể thụ thai được, nên nhất định phải yêu cơ thể của mình. Vài ngày sau, một bi kịch lớn hơn đã xảy ra. Tổng thống Kennedy bị bắn chết. Cái thế giới này đúng là điên thật rồi. Iberlin rất sợ, nếu như có người đọc sách thì sẽ biết được những câu chuyện này do ai viết, có trời mới biết những cô hầu da đen này sẽ chết thê thảm thế nào. Do đó, Mini quyết định lập chính sách bảo hiểm cho người giúp việc. Người hầu da đen chỉ dùng 3 chữ đã lập tức khiến tiểu thư da trắng lập tức đơ tại chỗ. Các bạn còn nhớ chiếc bánh sô-cô-la kia chứ? Khi Hilly thưởng thức chiếc bánh sô-cô-la đó, mẹ của cô cũng muốn thử một miếng. Nhưng Mini lại nói, đây chính là thứ cô đặc biệt làm riêng cho Hilly. Ăn cức của tôi đi. Cô nói gì chứ? Ăn cức của tôi đi. Cô bị điên rồi sao? Không đâu thưa bà mới sắp điên vì việc bà vừa mới làm đó. Hả? Con không chỉ ăn một miếng mà còn ăn 2 miếng nữa đó. Chạy đi, Mini, mau chạy đi. Mini bảo Skitter hãy đem chuyện này viết trong sách, bởi vì Hilly tuyệt đối sẽ không thừa nhận chuyện này đã xảy ra với mình. Mặc dù mạo hiểm, nhưng đây là cách duy nhất. Vài ngày sau, Hilly tổ chức một buổi tiệc từ thiện vào buổi tối. Celia cũng ăn mặc đẹp đẽ đến dự, khiến tất cả đàn ông đều không thể nào khống chế ánh mắt của mình. Còn đám phụ nữ thì đố kỵ đến phát điên lên. U là trời, ai đã thấy cặp mông đẹp nhức nách như này chứ? Trong bữa tiệc tối, Celia uống thêm vài ly, rồi xông đến trước mặt Hilly. Tôi không có cướp bạn trai của cô. Tiếp đó liền giơ tay kéo rách lễ phục của Hilly. Sau khi làm xấu mặt cô ta, Celia cũng không dễ dàng chút nào, vì cô đã bị tất cả mọi người cô lập rồi. Celia muốn về quê nhưng Mini lại khuyên cô đừng đi. Nếu như cô đi rồi, vậy thì Hilly thực sự đã thắng rồi. Đừng lo, tôi sẽ nói cho cô một bí mật chí mạng của Hilly. Sau đó, cuốn sách của Skitter cũng đã xuất bản rồi. Nhà xuất bản đã cho cô 600 đô tiền bản thảo, còn Skitter thì lại đem số tiền này chia cho mọi người, mỗi người 46 đô. Mini vô cùng vui mừng, không ngờ được là cuốn sách này đã gây ra một làn sóng bùng nổ trong giới phụ nữ. Đầu tiên, mẹ Hilly đọc được cuốn sách này thì liền bị cô ta vứt vào viện dưỡng lão.
còn bà thì không thể chờ đợi để trừng phạt đứa con gái ngoan xấu tính và độc ác của mình. Cô đã cho cái gì vào trong đây vậy? Cức của tôi đó. Bà lập tức giới thiệu cho cô cuốn sách này. Khi Hilly đọc được đến đoạn này thì lập tức cảm thấy giông bão sắp đến rồi. Cô nói với tất cả mọi người, thành phố mà trong cuốn sách này viết chắc chắn không phải là ở đây. Sau đó cô ta phát điên, uống rượu whisky rồi xông đến nhà Skeeter để hỏi tội cô, đồng thời còn nói những lời cay nghiệt, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho những người hầu da đen đó. Chính vào lúc này, dáng vẻ hung dữ của cô ta đã bị mẹ của Skeeter nhìn thấy. Cô ăn nhiều bánh quá rồi phải không? Lập tức xách mông và cút khỏi ban công nhà tôi đi. Cút đi, cút ngay và luôn đi. Hôm đó, trên đường đi mua sắm về, Minnie tình cờ gặp chồng Celia. Cô bị dọa đến nỗi lập tức bỏ chạy, rồi nhặt cành cây lên bảo vệ bản thân, vì sợ đối phương nổ súng bắn chết mình. Nhưng ông chủ lại nói rằng, kể từ ngày cô đến, tình trạng của Celia đã tốt hơn nhiều rồi. Là cô đã cứu cô ấy. Hơn nữa hên là có cô mà tất cả quần của tôi đều không vừa nữa rồi. Ông chủ không hề có chút thành ý nào về việc trong nhà có một người hầu da đen, và tình yêu của anh với Celia cũng không bao giờ vì không có con mà giảm đi. Celia làm cho Minnie một bàn thức ăn ngon. Tôi không bị đuổi việc sao? Cô có thể làm việc ở nhà tôi cả đời, nếu như cô muốn. Để cảm ơn Iberlin và Minnie đã bảo vệ phẩm giá của người da đen, những người trong nhà thờ đã chào đón họ bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt, đồng thời còn ký tên của mọi người lên trang sách nữa. Iberlin đem quyển sách này cho Skeeter và biết được cô sắp phải đi New York làm việc. Mặc dù cuộc sống ở đây có thể trở nên khó khăn hơn vì việc xuất bản sách, nhưng Minnie và Iberlin tin rằng họ nhất định sẽ chiến thắng. Quả nhiên, Hilly không hề bỏ qua cho Iberlin. Cô ép tiểu thư da trắng phải đuổi việc Iberlin. Người phụ nữ độc ác này cuối cùng vẫn đạt được tất cả những thứ mình muốn. Trước khi đi, cô bé không nỡ xa Iberlin. Cô không ngừng khóc nức nở bảo Iberlin hãy ở lại, nhưng Iberlin nhất định sẽ không quay đầu lại. Con trai, tôi nói rằng gia đình chúng tôi rồi sẽ có một ngày có một nhà văn, và tôi đoán là đó chính là tôi. Sau đó Iberlin trở thành một nhà văn bán chạy nhất, và câu chuyện về cô nàng hầu cũng đã kết thúc rồi. Được rồi, video tuần này đến đây thôi nha, hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau.